Tại xã Mỹ An, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới vừa tổ chức trao sinh kế mô hình giảm nghèo dự án nuôi bò thịt cho người dân thị trấn Hội An và xã Mỹ An. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Theo đó, 35 hộ dân xã Mỹ An và thị trấn Hội An mỗi hộ nhận bảng tượng trưng 25 triệu đồng. Với số tiền này, các hộ sẽ chọn mua một cặp bò giống về nuôi. Sau khi kết thúc dự án, người dân sẽ tự bán bò và hoàn trả lại 20% số tiền đã nhận, tương đương 5 triệu đồng. Số tiền còn lại, các hộ tiếp tục sản xuất hoặc chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Tại buổi lễ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới mong muốn các hộ được nhận hỗ trợ sẽ phát huy tinh thần tự lực tự cường, chăm sóc tốt đàn bò, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm rà soát các hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng mô hình. Đến nay, huyện Chợ Mới đã có hơn 200 hộ được trao sinh kế với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Đợt này, các xã thị trấn tiếp tục nhận hỗ trợ từ mô hình kinh phí 1,7 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Phước Tân chú trọng việc nâng hạng các sản phẩm, phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong đó, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp xã trong thực hiện chương trình. Đến nay, huyện Phú Tân có 9 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Thời gian qua, các thành viên của hội đồng đánh giá phân hạng và tổ giúp việc đã tăng cường công tác hỗ trợ hướng dẫn địa phương và chủ thể trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ của ngành như cấp giấy đủ điều kiện sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố, mã số hoa dạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, website giới thiệu mua bán sản phẩm theo quy định, vân vân. Bên cạnh đó, các đơn vị còn đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh thông qua việc tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu. Kết quả đã kết nối được nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện vào hệ thống siêu thị. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng để khai thác nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái. Trong những năm trở lại đây, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đã vận dụng và phát huy lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân. Hiện tại, trên địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên có điểm du lịch sinh thái nông trại Phan Nam, vườn sinh thái Mỹ Khánh, vườn dâu Hai Thuận, khu du lịch Giang Đô. Trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 500 lượt người đến tham quan và giải trí. Đây là những điểm du lịch sinh thái được người dân chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình trồng cây ăn trái, gắn với tham quan du lịch, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng tích hợp đa ngành, góp phần tạo ra việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Mô hình mà du lịch sinh thái Việt Dường trên địa bàn của xã thì cũng được sự chỉ đạo của thành ủy cũng như ủy ban nhân dân thành phố, sự quyết liệt của đảng ủy chỉ đạo cho ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã để mà xây dựng kế hoạch để mà triển khai vận động các mạnh cá nhân trong xã cũng như ngoài xã để mà tập trung cái đầu tư cho du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn của xã. Thì cái du lịch sinh thái trên địa bàn của xã thì cũng góp phần tích cực vào cái tiêu chí thực hiện xây dựng nông thôn mới rồi nông thôn mới nâng cao và hướng đến đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024 này. Thực hiện từ năm 2019 trên diện tích 10 hectare, chi phí đầu tư lên đến 30-40 tỷ đồng. Vườn sinh thái Mỹ Khánh được trở thành nhiều khu vực để du khách tham quan trải nghiệm với các dịch vụ ẩm thực giải trí phong phú, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch với nhiều loại cây ăn trái đặc sản như xoài, ổi, chôm chôm Thái, mãng cầu, dâu, sen, dừa, bơ, vân vân. Mô hình đã giải quyết được việc làm cho từ 15 đến 20 lao động tại địa phương, thu nhập mỗi lao động từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Trước thì làm công việc ở ngoài cũng không có ổn định gì mấy. Từ lúc mà có vườn khu vực sinh thái này vô đây làm cũng 4-5 năm nay cũng tạo điều kiện công an việc làm ổn định. Đó là chú vô trong này chú làm rồi cũng làm theo cái kiểu mô hình của gia đình, là cái khu vực phía bển á. Rồi cái sau này là mở rộng theo cái yêu cầu của xã Mỹ Khánh rồi để là mình thấy cái mô hình rộng ra, mua thêm đất rồi mình làm cái mô hình. Thì trong đó thì cũng có xã ủng hộ cho mình để là thành lập cái mô hình sinh thái và để mình vừa làm là có thu nhập, hai nữa là vừa có ngân sách để cho ủng hộ cho xã nông thôn mới, rồi là chủ yếu là
những hộ xung quanh gần đây, những nhân công để mình cho nó làm ăn, cho nó có cái việc làm của mình trong cái đời sống của gia đình. Phát triển du lịch sinh thái là một trong những mấu chốt để xã Mỹ Khánh tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Do đó, thời gian tới địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ thể, kết nối tour tuyến tham quan để ngày càng thu hút khách đến tham quan trải nghiệm du lịch, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian tới thì để mà tập trung để mà thực hiện đạt cái xã nông thôn mới kiểu mẫu về cái lĩnh vực du lịch này, thì trước tiên về phía địa phương cũng sẽ đề xuất với thành phố tiếp tục cái hỗ trợ cho xã để mà hỗ trợ cho cái khu du lịch sinh thái một số cái mặt hoạt động. Trước tiên thì về cái công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh trên cái hệ thống thông tin trang Zalo, trang Facebook, trang thông tin điện tử của xã Mỹ Khánh để tất cả các người dân trong cả nước thấy được cái các điểm tham quan cũng như cái điểm nổi bật thu hút của khu du lịch Mỹ Khánh để người dân đến tham quan. Cái thứ hai, tục nâng cấp về trang trí lại cái đối với những cái khuôn viên, những cái tiểu cảnh, những cái nơi để mà thu hút các bạn trẻ đến để mà check in những cái hình ảnh vào những dịp cuối tuần. Cái thứ ba thì sẽ hỗ trợ cái nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cho đơn vị khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh sẽ áp dụng vào cái khoa học công nghệ vào để mà trồng trọt cái những cái cây ăn trái mang lại hiệu quả cho khách du lịch. Có thể nói, phát triển du lịch sinh thái trên xã nông thôn mới nâng cao là cơ hội cho các hộ dân làm kinh tế theo mô hình kết hợp kinh tế và văn hóa, từng bước nâng cao thu nhập, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng tươi đẹp và vùng quê trù phú an lành, miền quê đáng sống.